Dạ hết câu hỏi, nhưng mà có một Phật tử xin trình pháp, con xin đọc ạ. Dạ, con trình pháp này là của Lê Anh Xuân. À, thưa thầy, con nhận ra thấy lý là một việc và sống trong sự là một việc, chứ không phải chỉ thấy lý là dấu chấm hết. Con từng trình bày với thầy về cái lần thấy lý trung dung, nhưng quả thật thấy lý là một việc, còn khi gặp sự con vẫn có nhiều phen chao đảo, cố bước tới hoặc cố dừng lại. Tuy vậy, nhờ thấy lý, con có thể đối diện trong sự bình thản hơn, và thông qua sự, con lại có thể thấy lý rõ ràng hơn. Lý và sự này đúng thật có tương tác rất hay với nhau thầy ạ. Nhìn toàn diện ra thì là tu hoặc giác ngộ cũng không còn là điều gì đó cao xa và ghê gớm nữa. Nó ở ngay trong đời sống này. Con xin cảm ơn thầy. À, nói là đúng á, nhưng mà có một cái điểm mà mình cần phải phải lưu ý một chút. Đó là cái chữ lý đó hiểu theo nghĩa nào. Lý là như thế này mới gọi là thấy lý này. Thí dụ như bây giờ thầy nói là thầy có một cái ly màu trắng. Thầy nói vậy thôi, nhưng mà thầy che thầy không cho ai biết hết đó. Thầy nói thầy có một cái ly màu trắng. Mà lúc đó mọi người hiểu đó thì cái đó chưa phải là thấy lý. Mà chỉ là hiệu nghĩa thôi. Và khi mình hiệu nghĩa như vậy đó, thì thường là mấy hồi nãy Hoàng Tây đã nói đó, thường tạo ra cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm và này kia đủ thứ hết đó. Cho nên bây giờ thầy nói đó, nếu thấy rồi thì bây giờ mọi người vẽ ra cái mà thầy nói đây coi. Thì mọi người đều vẽ mỗi khác. Chứng tỏ là ở đó cái tượng nó đã xen vào. Đó, thì như vậy đó, chưa phải là thấy lý. Bây giờ thầy đưa cái ly lên thì mọi người đều thấy lý. Thấy lý tức là thấy sự thật, đối diện với sự thật. Thí dụ như Phật còn nói là tập đế khổ đế. Mà mình nghĩa thì mình hiểu hết, dạng nó được hết. Nhưng mà trong một hành động hay là trong một cái lời nói hay là trong một cái khoảnh khắc, mình không thấy tập đế khổ đế, diệt đế, đào đế, diệt đế ngay đó là cái gì. Thì như vậy chưa phải gọi là thấy lý. Cho nên chữ lý thường người ta nói dùng là chữ ngộ. Có thể là mình hiểu hết kinh sách nhưng mình chưa ngộ tức là chưa thấy ra được cái sự thật đó. Khi mà lý mà thấy được cái thực á, thì lúc đó người ta mới sống với cái thực đó đó, thì gọi là sự đó. Còn ví dụ như bây giờ Đức Phật Ngài nói chánh niệm tỉnh giác, nhưng mình hiểu sai. Cho nên bây giờ mình hành cả đời nó cũng không thấy được cái gì cả. Bởi vì sao? Mình đã hiểu sai rồi. Hiểu sai là chưa thấy lý. Bỗng nhiên một hôm, hành sai cả bao nhiêu năm, bỗng nhiên một hôm. Đó, như có một cái anh Phật tử đó, anh hành thiền, cũng biết bao nhiêu khóa thiền. Anh về đây xin ở lại đây với thầy. À, sau khi thầy nói chuyện nó đã đạo rồi kia, anh không thể tin được những điều thầy nói, bởi vì là nói hành là anh phải hành theo những cái mà quan niệm mà anh hành xưa nay. Trong khi đó mình thì là nói là phải dẹp hết mọi cái quan niệm đó đi, phương pháp đó đi, thì anh không tin được. Nhưng một hôm khi anh lên trên chánh điện anh ngồi ấy, thì anh vượt chuẩn bị để ngồi xuống thì bỗng nhiên là quá sao bây giờ không hề có ý định tu, chưa có ý định tu hành, chưa có ngồi thiền, chưa có theo để về mục, chưa theo cái phương pháp gì cả, mà sao mọi sự đều rõ ràng. Thì hôm đó anh mới ngạc nhiên, ủa sao mình không làm gì cả sao bây giờ nó rõ ràng vậy. Thì lúc đó anh mới biết là thầy nói cái chánh niệm tỉnh giác thực sự là cái gì. Thì lúc đó là anh thấy lý đó. Nếu mà bên thiền tông người ta gọi đó là ngộ. Còn trước đó thực hành, nhưng mà thực hành theo quan niệm, theo khái niệm thôi, chứ chưa phải là thấy lý. Còn bây giờ mới thấy là thì té ra chánh niệm tỉnh giác thực sự là như thế này mới là chánh niệm tỉnh giác. Còn thầy cũng có câu chuyện mà thầy hay kể đó. Thầy nói là thầy lại có cái tật đau bụng. Con xin lỗi, đau bụng là hay đi lỏng á, cho nên á là phải hệ đau bụng cái là phải chạy. Một lúc đó thầy ở chùa Kỳ Viên là đang
đang hành thiền theo truyền thống ở trong trong chánh điện, tắt đèn hết, đóng cửa, hành hành mà hành theo lối của ngài Mahasi hồi xưa là đi chậm 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 đấy. Thì trong quá trình mà thầy hành như vậy là thầy thấy có nhiều cái hiện tượng, ví dụ như thấy ánh sáng, thấy nhẹ nhàng bấy bổng như chẳng hạn, thì thầy nói ủa đây là thiền định chứ đâu phải thiền tuệ. Thì nhưng mà thầy vẫn cứ hành, ngày nào thầy cũng hành. Thì hôm đó thầy đau bụng cái là thầy chạy, thay vì phải đi chậm 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 thì thầy có chạy, chạy lên cầu thang, lên cho kỳ viên ấy, chạy từ tía chân điện là chạy xuống dưới cái giảng đường, xong rồi mới chạy lên cái cầu thang, chạy tới tầng cuối cùng đó, để mà tới cái cầu tiêu. Thì trong lúc chạy đó thầy mới thấy ra là ủa đây mới chánh niệm tỉnh giác này, tức là nó hoàn toàn tự nhiên và mọi chuyện đều rất rõ ràng mà hoàn toàn không hề có một cố ý hành gì cả. Lúc đó thầy bắt đầu nhận ra được và bắt đầu sống với cái chánh niệm tỉnh giác thực sự như thế nào. Thì cái mà nhận ra đó đó gọi là ngộ, hay là mới là gọi là thấy lý. Và khi mình sống với cái đó đó, bây giờ mình nhận ra, thấy ra được cái đó rồi, mình bắt đầu sống với cái đó, cũng có khi trật luôn trật xuống, cũng có khi bị tục đế xen vào lôi cuốn đủ thứ, nhưng mình đã thấy rồi. À, cho nên đó, lúc đó cái sự đó, cho đến cái lúc nào mà cái sự với lại cái lý đó đó nó hoàn toàn dung thông, đó, không còn trở ngại gì nữa cả, thì lúc đó là cái lúc mà mình cái trình độ giác ngộ, là trình độ giác ngộ giải thoát là tốt. Thầy không nói chứng quả gì, nói gì không nói chuyện đó, bởi vì chuyện đó để Phật nói, chuyện đó chúng con mình không có ngồi mà nói chuyện đó. Nhưng mà thầy chỉ nói là thấy lý và sống với sự thực sự như thế nào. Thế còn nhiều khi mình hiểu không chưa phải là thấy lý. Cho nên mình nói là khi mà cái câu đầu mà nói là thấy lý không vẫn chưa ngay cái đó. Có chừng lúc đó chưa phải là thấy lý, mà chỉ mới là hiểu Phật Pháp thôi, chứ chưa phải là thấy lý. Còn thấy lý là bắt đầu thấy cái thực, thì cái đó mới gọi là thấy lý. Mà khi bắt đầu thấy cái thực á, mình mới sống được với cái thực đó, mình mới hành, lúc đó mới hành mới đúng. Cho nên bên 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 thiền tông mà người ta nói là kiến tánh khởi tu là vậy đó, tức là khi mà bắt đầu mà thấy cái lý đó, kiến tánh tức đây là thấy lý đó, thấy lý tức là thấy thực tánh chân đế đó. Ở đó thì thầy, thì đó là lý do vì sao mà thầy lại cứ muốn là mọi người thấy ra được cái thực tánh chân đế, thì khi đó cái việc hành nó mới đúng. Còn không thì mình vẫn hành theo cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm của bản thân mình hoặc là của thiền sư nào đó, chứ không phải là cái thực sự chánh niệm tỉnh giác. Rồi bây giờ mình nghỉ hết giờ. Chào mọi người.